Ok, và hello anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Gì đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Poke Đại Chiến nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình nhiều một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thế nào? Chúng ta sẽ đối đầu với cái con Electric Wusor Gengar. Phần thưởng đăng nhập ngày 3 sẽ được con Gengar anh em ạ. Đẹp phết à. Game này khá là dễ chơi anh em. Đấy, skill mình có auto không à? Auto đánh luôn. Mình đỡ cần phải đánh anh em ạ. Đấy. Cho nó nhanh, cho nó clear mấy cái map, mấy cái turn này cho nó dễ anh em ạ. Chứ đợi lâu lắm, đợi lâu này thì không không chơi được. Oh, wow, một combo xong rồi anh em ơi. Round 2. Chiến nào bạn ơi? Max Nemai. The set. Ui rồi, ok, khỏe quá, tởm quá, đánh này hơi bị, ui, con này sẽ tiến hóa anh em ạ, mình còn một đống Pokemon còn chưa tiến hóa cơ, ấy à, Metapod, hôm qua nhớ đánh những cái đoạn này rồi các bạn nhỉ, hay nó chỉ tiến hóa trong cái trận này thôi anh em, có lẽ sẽ tiến hóa trong cái này thôi, Voltorb, kích hoạt hết tất cả skill đấy, có skill gì, đấm hết, rồi, KO rồi. Khá nhanh nha. Chúng ta vẫn chưa xong cái phần gọi là giới thiệu hướng dẫn anh em ạ. Tôi đang muốn đi xem qua cái phần kia quá để nâng cấp cái team ha. Con này chắc chắn sẽ tiến hóa được anh em ạ. Start up này, ấn vào start up này. Ấn vào start up này. Chưa có mảnh của con đấy lên á và có thể tiến hóa được. Ui yes, đẹp phết anh em nhờ. Nó có ba dạng tiến hóa này là con bướm bướm á. Nhìn trông khá là phê ha. Mở ra nào. Rồi rồi. Iron Defensor, đây là Iron Defensor Pika. Đánh nhau với Charmander luôn. Tyranitar. Bao giờ mình kiếm được Tyranitar đây anh em? Nhân 1,25 combo. Con này sẽ hát và bắn cái tia tia gì đó vào người bọn kia anh em. Đẹp với tôi này, perfect, perfect. Rồi đấm nhau đây, đang có khiêng đây, đánh như bạn ơi, chiến hết đấy, rồi quẩy đuôi anh em ạ. Charmander for Miss Able, nào chiến luôn. Flame Thrower hút 153, 306. Thunderbolt 1834 máu anh em ạ. Thích nhận bao nhiêu đam mà có bấy nhiêu đam để nhận luôn. Bạn ơi, Iron Defense keng. Khỏe này. Khỏe với ai? Moon Blast, mặt trăng ạ, tiếng hát mặt trăng. 139 đam. Khá là ok à. Như vậy đã xong cái phần hướng dẫn chưa ạ? Chưa, như vẫn chưa xong phần hướng dẫn đâu. Team upgrade này, lên level này. Vẫn phải đấu tiếp à? Mình phải qua được mà. À mình quay lại được anh không, mình không không nhất thiết. À nó có sự kiện Tết anh em ạ. Anh em nào có thể trò chơi sự kiện Tết à? Cái gì đây? Top up 980 game, khá là rẻ à. Có cái thư này. Welcome được 50 game, 10k gold và XP potion à. Từ từ à, mình đã đổi tên của mình trước anh em ạ. À. Để tên này thì không không ổn lắm. Ok. Rồi. Mình để tên là Thành EZ. Ok chưa? Quá hợp lý luôn. Ở xin setting này, music này, mình sẽ tắt cái music đi anh em ạ. Tại vì là cái nhạc nó sẽ có bản quyền anh em, nên tôi không thể bật được cái nhạc này ha. Nên tôi chỉ bật được cái nhạc. Không có nhạc luôn, từ bây giờ không không chơi không có nhạc luôn à? Ảo ma Canada thật sự. Thì bật tí xin tí music lên cái anh em. Từ bây giờ không không chơi tí nhạc luôn anh em ạ, khá là khó hiểu à. Music. Đấy, bật tí nhạc lên cái. Từ bây giờ không chơi có tí nhạc luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta có một cái event này. Được 30k tiền à.
ba VIP item discount đang giảm giá anh em ạ. Spend cái này là đăng nhập à? Đăng nhập ngày 1 à? Phantom gift pack daily, cái này là đăng nhập hàng ngày này. Đây là phần quà đăng nhập này, đấy chưa? Ôi ngày 2 nhận được con Mew luôn anh em ạ, tặng ngon thế. Trời ơi được con SR luôn. Trời ơi ngày 3, ngày 5 được con ấy luôn ạ. Ui ngày 7 được con chim, chim set ạ. Cái này người phải tặng nhiều à. Adventure throw, mình có được tung xúc sắc ạ, một lần anh em. 50k gold à, cho có một ngày được 3 lần. Vãi cả đạn, được đi thêm 5 bước anh em ạ. Ờ đi đi, sao nó không đi à? 6 à? Game cho được thêm một 88 game luôn, đi khá ngon ha. Throw dice hết lần rồi đấy, hết lượt rồi đấy, lại vàng thôi cũng được à. Rồi chúng ta chơi xong cái này thì Sever Launcher Carnivan hoàn thành cái này được cái vé này anh em ơi, vé mở Pokemon này, nhiều thứ hay phết nhở. Event đây Summon này cho cái này được free một lần, đưa tận 41 cái thẻ của anh em ơi, sẽ mở dần dần. Vãi nồi cái gì ấy, Blaziken, Blaziken và con Lucario Habermon thừa, mà tôi có con mới rồi nên tôi cũng không cần lắm, tôi sẽ cho con này vào luôn. Ok nâng cấp hết cho đánh niên này thôi chứ còn gì nữa. Advance hết đá rồi anh em ơi, start up này, start up cũng không lên được. Làm nào để nó có tiến hóa không nhỉ? Con này à? Ui King Mew à? Mega Mew à anh em ạ? Pikachu hình như cũng tiến hóa được nhiều dạng lắm. Raichu à? Pichu, Raichu, Pigeos, Pigeos. Cái này nó có đá nên nó phải nâng cấp lên được, nó mạnh hơn một tí. Pigeos sẽ tiến hóa thành con Pioto à? Đấy, Pigeos đẹp phết nhỉ? Scary Free Fry à, con này không phải là con đấy à? Nhầm anh em, cho nhầm lẫn. Friend application ở đây có 3 người kết bạn với mình anh em ạ, cũng được. Rồi chúng ta sẽ chơi cái team này nha, chơi luôn với team này đi, team này đang khỏe à, đánh rất là ngon luôn à. Box stamina chúng ta sẽ x6 green ninja đẹp trai ấy, bốc nào chiến này. Giờ Pokemon siêu dễ thương là con Mew anh em, đẹp thật sự luôn đấy. Tiếp qua đánh con boss xem là nó có cái gì ở phía sau nhá. Đợi xíu anh em. Round 2 for Miss Able enemy Pikachu. Let's go Pikachu, let's go Pikachu. Đúng rồi. Một đập aura, 1 triệu aura, đam cực lớn, đam cực kỳ mạnh. Rồi anh em ơi, xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đi, chúng ta sẽ lên với level 7 này anh em, để đối đầu với Onix luôn. Hãy bắt được Onix đi, ui đánh nhau với Onix luôn anh em ạ, đánh nhau với con rồng đá luôn ạ. Được đấy, đánh nhau với đầu tiên là Geodude trước. Đây là cái ghim mà ghim đá anh em ạ, dành huy hiệu đầu tiên chăng. Khỏe nhờ, Mew khỏe lắm anh em ạ. Nó còn SR à, được tặng SR luôn thì ngon. Mình còn giữ còn 40 thẻ cơ mà, mình mở dần dần đợi anh em ạ. Mỗi ngày mở vài con chơi à, hay đấy, hay ho đấy. Onix. Ơ sao lại thằng này thích Misty à? Misty nhưng Misty lại thích thằng Ash. Ui nó đứng khỏe lắm nha anh em ơi, nó khá là trâu chó à, đánh khá mệt. Đánh vào đây aura ấy, bay qua lượn lại được, gây đam cực lớn anh em, 27.864 máu luôn.
quá kinh cho vị trí của Mew anh em ạ. Nó xong luôn này này, level 8 luôn anh em ơi. Hình như là do có thể tiến hóa, à, có skill này, nâng cấp cái skill đi. Có tiền là anh em có thể nâng cấp được thôi anh em nhá. Ờ, hết tiền luôn anh em ạ. Hơi ảo à. Mình còn thiếu một con Pokemon ở trong này này. Vì là nào bắt thêm con Pokemon đấy đây. Thì không biết. Làm lại bắt thêm con Pokemon ở chỗ đấy thì đang hơi bị khó khăn ha. Đúng rồi, đúng rồi, perfect. Pizza to ấy gây ra rất nhiều đam anh em ạ, một lượng đam cực lớn luôn. Formidable, Razor Leaf đấy, tấn công normal perfect. Mình như được búp cái gì đó từ con Mew anh em ạ, nhưng cậu bé là cảm giác nó khá khỏe ha, nó không hề yếu tí nào đâu, khỏe phết. Đúng rồi, 515 luôn. Yes. À, khá gây ra khá là nhiều đam. Extra. Rồi, xem đây. Collect này. Flow guys, challenge. Burst on. Burst on, ok. Perfect. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đấm phát nữa đây bạn ơi. 966 máu, khỏe thật sự luôn đấy chứ nhỉ. Round 2, đánh nhau với con vịt anh em ạ. Hello bé vịt. Pichiduck. Pichiduck. Wow, nó bổ liên hoàn vào mồm anh em ạ. Nó đánh nhiều phát đấy. Nhìn thấy em Mew của tôi chưa? Em Mew 4 sao của tôi chưa bạn? Rồi, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye. Quá đẹp luôn.